Đại hội Đảng và tiếp tham tầng nước Đảng Tạt Ốc yêu cầu để phải khai quảng về chuyển đổi số nước đường, phát triển kinh tế số, xã hội số, cho mà bạc bứt phá, mở năng suất, sản lượng, chất lượng, hiệu quả, nâng cạnh tranh của nền kinh tế. Chuyển đổi số đã đảm giúp mềm mắc nên tôi tùa để có lên đơn đã ở bếp việc ưu tiên chuyển đổi số. Đang hẳn tôi cần để qua nền đơn đã những trung tâm của việc chuyển đổi số. Vài hỏng lập đến xu thế hiện đại thì chấm không. Hội nông dân lai cấp cho đảng tỉnh Hà Giang đã cấp đảng hạt đi việc một việc hư hồi viện quốc đảng ứng dụng đầy hà một công nghệ số đã việc hạch kiện cùng bỏ khai đến đồng cuộc cải của đảng hạt ốc. Quá này có phần đảng lần không việc cho mắt bạn đột phá mình năng suất chất lượng cùng bỏ khả năng cạnh tranh của nền đồng hàng nông sản. Lươn ké đoàn công oánh, rú thôn Tấn Đức, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên. Lúc hai cùng lên nưng đã lấy lươn bay con của huyện Vị Xuyên, hệt mô hình phúc phép, long pa công nghệ thùng. Con này cùng mỏ lấy lươn dân rút thôn, ké phân lai, đám phúc, theo truyền thống, hệt ao lai, dung lai khún, dung ra khả nhà, mênh non. Lúc tây thổng cân dân văn cang ao thùng, trời ái mưa phép thơ cùng lai khẩn, cân dân cùng chính long hẳn mà chuyến tối trang nghỉ đám phúc, hệt kinh. Chắc để viết này, kẻ oánh đã bày thon sam, cấp khẩu lại khóa tập huấn, mưa đám phúc phép thơ, cấp dung công nghệ thung khẩu đám phúc để xả khai óc. Tao lang lủ chắc mắn kiến thức, kẻ đã quyết định, chống ngân hệt thong lươn lưới, quảng nưa thí xiên mét vuông, phải phúc mắc phanh lưới, cấp phép, áng chống mắc ngân thu tỉ mưng nưng mùi pi, bé thưởng ngân óc tao cón, choan sốc bác chủ mừng. Trước kia thì gia đình làm manh muốn, cũng vườn đất rộng thế này này. Con hẳn đã lươn hệt nổi cùng thuôn quảng bằng này khỏi phúc theo mùa vụ mùa hà ư lấy phúc phép hẳn bôn phả ngai lê đẻ kinh bôn phả dền le mười mióc lù lành nằm lấy mất mùa ngân thu từ phép mi thung cấp cùng mi ổn định lươn khỏi cùng nghỉ cách chuyến tối cơ cấu hệt kinh tao con là hệt ăn lươn lưới nừng vì nghe lân rú Đà Lạt Lâm Đồng chống mà đẩy lai chính long hẳn khỏi cùng xa chắc cấp quyết tâm khai quảng mô hình đám phúc phép công nghệ thung. Thế nên mình cũng tìm hiểu, mình quyết tâm để phát triển cái mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Có khẩu hệt kinh từ liền mò, cuốn cách hệt của hợp tác xã Cát Lý, rú thôn Mịch Bê, xã Tuần Hòa, mi hệt nổi. Đới bắt chiều khỏ của lại hội viên đã hợp tác xã cấp đẩy công nghệ số hưa. Cái này viết liền mò đã đẩy hợp tác xã dung lái cách kỹ thuật máu. Liền nưa thong bác tú mò, phân lại lấy mò lương, phù thùng cao nguyên phía. Từ ba liềng thân hệt ốc long hàng nửa mò đầy hợp tác xã ốc huyệt tưng pa vẻ ốc thân cân thử dung long hàng chất lượng căn này hợp tác xã đã khai thân cân thử dung phân đứng long hàng nửa mò lai long hàng này đang để hợp tác xã lân báo khai nư mảng quán nền tảng số mỏ Facebook Zalo TikTok các phân đứng sàn thương mại điện tử từ hẳn viết khai long hàng của hợp tác xã để khai ốc ngay hơn. Có thể nhận thấy rằng cái thịt cùng hăn đầy nửa mò cân mèo Hà Giang lên ngon gấp ón, dinh dưỡng để coi mò nửa mò cù bê. Này lại ăn len về hợp tác xã Hải Khang cùng mò Cát Lý bảo căn hệt bên tiếng, các hệt óc long hang nửa mò, long pa ở thùng ngân thu. Phải cân dần, mi ngân thu ổn định hơn, cùng mò áo nửa mò này thần đới cân thử dung, mi hắc điếu đau nước, mai nhằng, áo óc thế giới. Đới ăn cốc lấy tó thút, phải cân dần hệt lay na, đắm phúc mày. Liềng tơi tua để dung công nghệ máu, coi mưa chuyến tối số đã đám phúc mày, liềng tơi tua. Hội nông dân Hà Giang đã hệt đáy vích lân báo, chuẩn bị hở cân dân lấy kiến thức mưa chuyến tối số, phải lấy cân này chuyến tối cho nghỉ, khai ốc lấy lớp tập huấn, mưa dung khoa học công nghệ, hở hội viên cân dân, long pa khám mừng cháo viết. Hợp tác xã Hải Khang rút thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, le nưng đã lấy tít đảng lân tay cón, mưa viết. Cấp lái long hang mảy mát tôi tua thầu thần cân thử dung theo mô hình hệt hàng long pa ở thùng ngân thù vẹo thùng chất lượng hệt óc khai hàng hợp tác xã Hải Khang đã giảm chống hàng chục tỷ mân vậy thử máy móc đồ cua hệt kinh và hệt óc để lai ở thùng chất lượng long hàng lái long hang đồ kiến thúc cấp lái long đồ kiến táng đá mìn nà rút lấy siêu thị uy tín ở nước hệt để mò trợ ái cân thử dung bảo đi hẳn viết hệt óc website khảo nửa sàn thương mại điện tử cùng hứa long hang của hợp tác xã đầy lai cân thử dung đầy nước chắc thần. Đối với sàn thông tin điện tử chúng tôi bán rất là hiệu quả. Đới sàn thương mại điện tử bọn khỏi khai để lai lầm, nhất là bọn khỏi khai nửa trang fanpage, Zalo, Facebook, TikTok.
Cái này, bọn khỏi đang ảo khẩu hệt nữa ứng dụng TikTok, đầy lai lẩm, cắp tăng nưa, Lazada, Shopee, Sendor, cắp vỏ so của tập đoàn Viettel. Lúc bọn khỏi phát khẩn mạng khai hàng, lại phát giúp nữa tăng lại kênh, khỏi hành chúng mà để lại ăn đầy mẹc. Các cái kênh bán hàng là chúng tôi đều phát tất cả trên các kênh và chúng tôi thật là rất hiệu quả. Phải khai quảng tiết khai ốc, khẩu bên thiết bí thông xử linh thông tiếp thông, hợp tác xã Cát Lý cấp hợp tác xã Hải Khang đã khai ốc lễ ký kết cấp khai ốc tiết khai hàng, cấp nhận thử thưởng đồ của hệt hàng của cân dân. Đối phương châm, ao thân cân thử hàng lái đồ kinh ngon cấp chất lượng, thông hợp tác xã đạp bảo căn liên kết, hợp tác xã Cát Lý cấp đồ của, cấp hợp tác xã Hải Khang, hệt ốc lấy lông hàng đồ kiến thúc, mò do mò, trà nửa mò giảng, nửa mò giảng văn che sàn. Việc liên kết của thông hợp tác xã sẽ khai ốc cơ hội, vậy ông lấy lông hàng này miếc điều để khai rú Hà Giang, mà nhận để khai ốc quảng rú tăng nước, cấp bường nà, lại khai ốc nước nóc. Chúng tôi liên kết với nhau là hợp tác xã Cát Lý. Bọn khỏi liên kết đối hợp tác xã Cát Lý lại ti thử khẩu phê mò mèo, vậy bọn khỏi mi để chất lượng 5 tiêu chuẩn, cấp hệt đầy tiếng nửa mò chuẩn. Xa thân lại cần thử dung, cùng mò ao tiếng nửa mò mèo Hà Giang Pan Quảng, thân tăng lái miền đầy nước, cấp khai quảng ốc nước nóc. Lan tỏa đến tất cả mọi miền đất nước, cũng như là phát triển ra nước ngoài. Chắc đẩy ai chuyên tối số đã viết hệt lai na đám phúc mày liền tôi tua đẩy, phải có khảo hệt từ cân dân. Chính ông hẳn, kỳ bơn quá hội nông dân tỉnh đã khai óc lại hội nghị tập huấn, lân cháo chuyên tối số ở hội viên. Bảo đi hẳn xa, giới thiệu đơn vị cấp nền tảng chuyên tối số, phải lấy hợp tác xã, hội viên chủ động tó thút, chọn lấy cách, ứng dụng hạp, đã phúc mày mát, liền tôi tua. Thân cái này, hội nông dân tỉnh đã hư ao thông tin khẩn san thương mại điện tử Postmart, hàng sở thiếp thong xin hội viên. Nóc hẳn đã hệt óc hóng hàng trực tuyến nửa sàn thương mại điện tử postmart.vn cấp khảo chương trình Festival Mark cấp lái lông hàng ô cốp Việt Nam tỉnh Sơn La Pi Thong Si Linh Thong Thiếp Thong. Khai óc tuần lễ khai lông hàng nông sản cấp giới thiệu lông hàng mì tiếng của bưu điện. Quán này đã hứa khai thông tấn khinh hạ cân dân huyện Đông Văn, hứa khai thông tấn hành thói kinh môn hạ cân dân tỉnh Hải Dương. Trong cái thời gian qua ấy, thì công tác chuyển đổi số cho nông dân trong cái đây kỳ bơn quá viết chuyến tối số ở cân dân đã viết hệt kinh cùng mỏ khái long hàng nông sản lúc hai cùng để lái cấp lái ngành coi thần, nhất là lái cấp hội coi thần chúng điều kiện hứa cân dân lù chắc toàn hệt chương trình khai hàng quá mảng internet cùng mỏ khai nước sàn giao dịch điện tử dung khảo công nghệ số đã viết giới thiệu lân báo hàng nông sản vậy chúng mà để lại ăn đây nhạc góp phân hệt để thưởng lái viết để sao góp phần hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ được giao. Chắc đầy đã hệt đầy phân ứng viết đảng lân, sóng ca linh hăn đầy, viết dung nền tảng kinh tế số khảo hệt kinh, hệt long hàng, long pa ở thùng ngân thù của cân dân, chưng ngám lũ chắc hệt. Cơ sở hạ tầng hở khai quảng, dung lại công nghệ máu sang mì thuyền, kết cấu hạ tầng mưa hệt lai na đắm búc mày, liền toi tua, sang hệt đầy lái viết tặt óc, mưa hiện đại hóa nông nghiệp, phải tháo pứa lại ăn rác này. Bướng ná này, hội nông dân Hà Giang sẽ vấn to ở khẩu hệt bằng lái cách hệt cốc. Trong cái kế hoạch tiếp theo, ấy, hội nông dân tỉnh tiếp tục ký kết phối hợp với lại các cái đơn vị. Đầu kế hoạch bướng ná, hội nông dân tỉnh vấn tốc ký kết bảo đế lệ đơn vị chuyên môn, mỏ bưu điện, phân nứng sàn giao dịch thương mại điện tử, vậy hứa cân dân, hệt đáy viết quảng bá, lân báo lông hàng nông sản. Khen hẳn sẽ khai ốc lấy chương trình tập huấn cùng mỏ hứa tải ti, hứa lấy lươn dân khẩn mạng khai hàng, cấp cách khai thử nưa mạng, phải giới thiệu, lân bảo long hàng. Internet bán các sản phẩm và cái cách giao dịch bằng lời cũng như là bằng văn ở trên mạng để giới thiệu cái quảng bá của mình, đồng thời là giao dịch trực tiếp với khách hàng trên mạng. Vậy khai quảng chuyên tối số, viết tập huấn, áo thùng kỹ năng số ở cân dân, lè viết tặt ốc phải đại lai cấp là ngành coi thần. Bảo đi hẳn, cân dân cùng phải chủ động, thon sam, phải men dung đẩy công nghệ thông tin đã thời đại thi chấm không. Nhất là viết chủ động, áo long hàng khẩn san thương mại điện tử, phải lân báo, áo thúng ngân thú của long hàng nông sản.